Xin chào bạn, tôi sử dụng Canva hàng ngày cho công việc marketing trên các kênh YouTube, Facebook và website. Một bản Canva miễn phí là không đủ đảm bảo cho công việc. Tôi sử dụng bản trả phí với những tính năng vượt trội để đảm bảo hiệu quả cao hơn. Nếu bạn vẫn đang sử dụng Canva Free hoặc vừa mới nâng cấp lên bản trả phí thì hãy xem ngay video này để thấy được những sự hữu dụng của Canva Pro. Để bạn dễ hình dung thì chúng ta có một bản so sánh như thế này. Trong khi Canva Free chỉ có 250.000 mẫu ý tưởng thì Canva Pro có gấp đôi số đó là 420.000 mẫu. Giả sử trong bản thiết kế của mình, bạn cần tìm một bức ảnh với chủ đề là thành phố. Những bức ảnh miễn phí này cũng rất là đẹp nhưng nó không phù hợp với lại mục tiêu thiết kế của bạn. Giả sử đây là bức ảnh mà bạn cần. Tuy nhiên thì nó xuất hiện một dấu chìm với logo của Canva. Và để xóa dấu chìm này, bạn bấm vào chữ xóa dấu chìm thì ở đây Canva thông báo bạn phải trả phí $1 và nếu như bạn nâng cấp lên Canva Pro thì sẽ được sử dụng 60 triệu bức ảnh khác. Trong khi ảnh của Canva Free chỉ là 200.000 bức ảnh thì Canva Pro có tới 60 triệu bức ảnh để bạn sử dụng. Về đồ họa là yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo nên một bản thiết kế đẹp thì trong khi Canva Free chỉ có 57.000 mẫu đồ họa thì Canva Pro có tới 4.500.000 đồ họa để bạn có thể thỏa sức lựa chọn. Bạn có thể thấy một sự chênh lệch lớn về cả số lượng và chất lượng. Video của Canva miễn phí chỉ có 1.300 video. Nếu sở hữu Canva trả phí, bạn sẽ được sử dụng 2.500.000 video. Canva Free chỉ có 75 mẫu âm thanh, trong khi đó Canva Pro có 25.000 mẫu âm thanh để bạn lựa chọn. Phông chữ của Canva Free là 1.700, còn phông chữ của Canva Pro là 3.000. Một yếu tố khá quan trọng khác là về hiệu ứng động. Đây là bản Canva Free. Khi mình muốn sử dụng hình động, mình chọn luồng ảnh, thì tại hiệu ứng động cho ảnh, bạn sẽ thấy là chỉ có thể sử dụng được 8 hiệu ứng. Còn 7 hiệu ứng cao cấp hơn ở bên dưới, có hình vương miện màu vàng, thì thuộc bản quyền của Canva Pro và mình không thể dùng được. Với hoạt ảnh trang cũng như vậy, có tổng cộng là 15 hoạt ảnh trang, nhưng Canva Free thì chỉ có thể sử dụng 8 loại thôi. Còn đây là bản Canva trả phí của mình. Giả sử mình muốn chọn hình động cho bức ảnh này, mình vào hình động, thì ở đây bạn thấy là mình sẽ dùng được full 15 hiệu ứng. Những hiệu ứng cao cấp ở bên dưới thì đã được mở khóa, không còn hình vương miện màu vàng nữa. Khá là đa dạng các hiệu ứng cho bức ảnh. Với hoạt ảnh trang cũng như vậy, với đầy đủ 15 loại, bạn sẽ có những lựa chọn tốt hơn với những hiệu ứng đẹp mắt hơn. Hoàn thiện tiếp bảng này, chúng ta có hiệu ứng động của Canva Free là 8, trong khi Canva Pro là 15. Không gian lưu trữ của Canva miễn phí chỉ là 1GB, trong khi Canva Pro thì gấp 100 lần số đó. Thư mục trên Canva giống như các folder bạn tạo trên máy tính dùng để phân loại và lưu trữ. Canva Free chỉ có hai mục là ảnh đã mua và lượt thích. Để tạo thư mục mới, bạn phải nâng cấp lên Canva Pro. Tại đây thì bạn có thể tạo thư mục không giới hạn, đặt tên và chia sẻ với các thành viên khác bằng Gmail. Chúng ta sẽ có một con số rất đẹp cho thư mục bản miễn phí là 2 và bản trả phí là không giới hạn. Về bộ thương hiệu của Canva Pro thì tại phần trang chủ, bạn bấm vào bộ thương hiệu. Đây là nơi mà bạn có thể thiết lập sẵn về logo, màu sắc, phông chữ để khi cần dùng thì bạn sẵn tiện lấy ra, sẽ rất tiết kiệm thời gian cho bạn. Đặc biệt, Canva Pro cho phép tải lên các phông chữ của riêng bạn. Trong khi đó thì Canva Free cũng có bộ thương hiệu, tuy nhiên thì nó khá là giới hạn. Bạn chỉ có thể tải lên hai logo và hai màu và tạo hai màu sắc cũng như là kiểu chữ. Ngoài ra Canva Free không có công cụ lập kế hoạch nội dung. Bạn có thể lên kế hoạch thiết kế theo tuần tháng khá là tiện lợi. Chúng ta có bộ thương hiệu bản miễn phí là giới hạn, còn bản trả phí thì dùng đầy đủ. Có lẽ khi nhìn toàn cảnh vào bảng này, bạn cũng thấy được Canva Pro vượt trội như thế nào. Chắc chắn là thiết kế của bạn sẽ đẹp và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, Canva Pro còn một vài tiện ích khác mà mình muốn giới thiệu với bạn. Thứ nhất là xóa nền ảnh. Đây là bản Canva Free. Khi mình bấm hiệu ứng để xóa nền ảnh thì nó đã bị khóa bằng vương miện màu vàng của Canva Pro đây. Trước đây khi chưa có Canva trả phí, mình thường up ảnh lên một công cụ trung gian. Bạn có thể tìm thấy nó dễ dàng bằng Google, tách nền trên công cụ đó, tải về rồi up lại lên Canva để sử dụng. Như thế thì rất là mất thời gian.
Còn bây giờ thì với Canva Pro, bạn sẽ xóa nền ảnh chỉ với một cú click chuột. Mình sẽ dùng thử cho bạn nhé. Mình bấm vào hiệu ứng, chọn công cụ xóa nền. Và bạn thấy rất là nhanh thì nền ảnh đã được xóa đi và chúng ta có thể chỉnh sửa một chút, sau đó thì dùng linh hoạt bức ảnh này. Một tiện ích khác là Canva Pro có thể đổi cỡ thiết kế linh hoạt. Giả sử bạn đã thiết kế xong một bức hình với khung vuông, bạn muốn đổi cỡ sang khung chữ nhật hoặc là ngược lại. Bạn bấm chọn đổi cỡ thì Canva miễn phí sẽ yêu cầu nâng cấp lên bản trả phí. Đây, mình sẽ thử dùng với Canva trả phí và đổi cỡ bức ảnh này từ hình chữ nhật sang hình vuông cho bạn. Mình bấm chọn đổi cỡ. Kích cỡ hiện tại đang là 1640 nhân với 922. Mình sẽ đổi thành là 1800, chiều cao cũng là 1800. Sau bấm sao chép và đổi cỡ. Canva sẽ thực hiện phối lại thiết kế này. Đó, và bạn thấy là thiết kế đã được chuyển sang hình vuông. Tuy nhiên thì nó sẽ không được chưa được đẹp mắt bởi vì nó không cân đối, thì mình sẽ chỉnh sửa lại một chút. Ở đây mình muốn nhấn mạnh với bạn, việc đổi cỡ và chỉnh sửa các thành phần có sẵn thì nhanh hơn rất nhiều so với việc bạn phải copy lại một bản thiết kế mới. Ok, vậy là mình đã xong bản thiết kế của mình. Khi thiết kế hoàn thành, bạn bấm nút tải xuống của Canva Free thì nó sẽ chỉ đơn giản như thế này. Giả sử mình chọn xuất theo file ảnh PNG. Ngoài việc phải thanh toán $1 vì có một bức ảnh mất phí, thì bạn cũng sẽ không thể đổi cỡ được bức hình, không thể tải xuống với nền trong suốt hay là nén tệp. Trong khi đó, với bản Canva trả phí này, bạn có thể đổi cỡ để lấy được một cỡ ảnh to hơn, và ảnh có kích cỡ càng lớn thì chất lượng càng cao. Bạn cũng có thể tải xuống với nền trong suốt, tức là ảnh hoàn toàn không có nền, hoặc là nén tệp để tạo một bức ảnh có dung lượng thấp hơn. Hãy thử dùng Canva Pro và có những trải nghiệm của riêng bạn. Với nhiều tính năng và hiệu ứng mới cập nhật, Canva Pro cho phép bạn có thể tạo nên những video đặc sắc. Hãy bấm nút subscribe kênh để theo dõi những hướng dẫn tạo video của mình nhé! Để sở hữu Canva Pro với một mức giá tốt, được tặng 1.500 phông chữ, kho tài nguyên khủng và hỗ trợ 24/7, thì bạn hãy liên hệ với mình qua thông tin cá nhân ở phần mô tả bên dưới. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng Canva Pro để thực tiễn tạo ra các thiết kế phục vụ các chiến dịch marketing. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.